hello anh em. Thì mình đang định dời bầy này lên hồ kính để nuôi nè các bạn, nhưng mà gặp mưa rồi, đang ngồi xăm soi chuẩn bị dời thì mưa, cho nên là tạm gác lại. Thì sẵn bầy cá con này đang nhú trống nè, mình chia sẻ với mọi người cái cách phân biệt cá trống cá mái ở các bé màu con luôn. Thì bầy này là chưa tới 1 tháng tuổi nha. Nói chung thì các bạn nuôi, các bạn nhìn riết rồi các bạn cũng quen mắt, các bạn cũng phân biệt được hả? Ha. Thì nè, như bộ này AB Retro nha. Những bé cá bảy màu mà lên cái đuôi đỏ nè, mọi người thấy không? Đuôi đỏ đậm với lại cái vây lưng á, các bạn nhìn thấy có một sợi vây lưng nhỏ nhuyễn không? Hơi đỏ trên lưng á. Đó, những bé như vậy thì sẽ là cá trống nha. Nè, trống nè. Còn những bé cá mà màu nhạt hơn sẽ là mái. Ha. Đó. Thấy khác biệt hoàn toàn đúng không? Đây, đây là rõ ràng hơn nè. Bầy này là chưa tới, cũng chưa tới 1 tháng tuổi luôn. Bầy này là ngày 5 tháng 10 Aberret. Đó, cá trống nè. Cái phần từ vây lưng trở xuống góc đuôi sẽ đỏ, cá mái sẽ nhạt hơn. Và thêm một cái nữa, các bạn nhìn cái thân cá á. Các bạn nhìn cái thân cá thì các bạn cũng sẽ phân biệt được. Cá trống thì sẽ thuôn hơn, cá mái sẽ bự hơn. Cỡ này là cá mái to hơn cá trống rồi. Ha, to về thân thôi nha. Đó. Bạn thấy không? Rõ ràng ha. Còn mà muốn cắt trống mái ngon á thì mọi người đợi cá tầm này. Tầm này là cá tầm khoảng 1 tháng rưỡi tuổi. Đó. Hiện trống lên rõ rồi, tách sẽ không sót. Như hai bầy hồi nãy các bạn xem á thì tách sẽ sót nha. Tách sẽ sót đó. Cỡ này là tách là sẽ không sót. Ha. Đây là Ivory nha. Đây nè. Ivory luôn. Đây, trên đây mình có Aberret nữa nè. Bài này, bầy này cũng nhú trống nè. Trống nè mọi người thấy không? Đó. Bài này thì một tuần tuổi. Đó, nhú rõ rồi nè. Rõ hơn hai bài hồi nãy. Rõ ràng hơn. Thấy không? 1 tháng 1 tuần tuổi thì cá trống sẽ có hai cái sọc đỏ trên lưng. Đó. Cá hơi nhát tí. Đây mình còn một bài nữa nè. Bài này là chưa tới 1 tháng tuổi. Ha. Cũng hơi ẩn thôi. Bài này thì hơi ẩn. Hơi ẩn, chỉ có một vài bé cá lên đỏ nhiều. À. Đây. Đây mình còn bầy nữa nè. Cũng Aberret luôn. Bầy này thì ngày 9 tháng 10 20 ngày tuổi, 20-21 ngày tuổi. Cỡ này thì hơi khó nhìn ha. Nhưng mà nè. Đỏ rồi đó. Nhìn khác. Cá trống sẽ lên màu sớm, cá mái sẽ lên màu chậm hơn nha. Đó là về Aberret. Full Red cũng vậy luôn nha. Bữa nay mình có mấy bầy cá nhỏ nhỏ của Full Red với Aberret. Iori nè. Cỡ này là các bạn đã biết trống mái được rồi nè. Tách được rồi luôn á. Hiện rõ rồi. Tương đối là rõ. À, bầy này là mọi người 1 tháng 10 1 tháng tuổi đúng. Nè, Full Red. Bầy này thì chưa, bầy này thì nhỏ quá. Bầy này là mới có 20-21 ngày tuổi thôi. Bầy này nhỏ quá. Full Red thì sẽ hơi chậm hơn so với Aberret một chút. Mình thấy là vậy. Nè, bầy này thì quá rõ ràng rồi. Cá trống lên đỏ lừ rồi. Cá mái thì ấy hơn. Nhìn cái phần thân cá đó. Full Red thì các bạn nhìn phần thân cá các bạn sẽ thấy rõ hơn. Đó. Đó là cái phân biệt cá trống mái ở cá nhỏ. Còn về cái bộ suy thu thì khó hơn chút. À, như bộ này thì đã hiện trống rõ rồi nè, trống sẽ nhỏ hơn mái. Nhìn đa số trống cái bụng á, cái bụng sẽ lép hơn cá mái. Cái trống cái bụng sẽ lép hơn cá mái. Đó. Với lại cái dòng suy thu, tô báo suy thu á thì mình thấy nếu mà có nhiễm á là nhiễm cá trống không à.
không có nhiễm cái máy. Đây, bên đây mình vẫn còn. Còn AB Retro nè. AB Retro sắp tới mình cũng nhiều quá. Nè. Bên này tới mình. Ồ, mờ dữ vậy. Bài này là 25 tháng 9 nha. Hơi mờ rồi. Bài này là 23 tháng 9. Hai bài này là xích nha, 2 ngày. Nhưng mà cái bài đẻ sau lại to hơn cái bài đẻ trước. Ha. Đó, 1 tháng 1 tuần tuổi. Rõ hơn nhiều nè. Nè, thấy không? Ú nè. Cái này là cũng được rồi đó. Nhưng mà mình để thêm chút xíu nữa rồi mình tách. Mình để dưỡng cá đang phát triển tốt mà tách ra sợ tách sớm quá. Đối với dòng IBS nè, tách sớm quá sợ cá bị két rồi bỏ ăn rồi cái tuột. À, nhìn cá mà làm nha mọi người. Rồi. Đó là cá phân biệt trống mái, cá với màu con, còn cá mới đẻ thì chắc chắn là sẽ không có mà phân biệt được rồi, chắc chắn luôn. Ít nhất cũng phải 20-25 ngày thì mình mới thấy được. Để bắt đầu lên màu á, cái giai đoạn mà cá bắt đầu lên màu á thì cá trống sẽ lên trước cá mái. Ở đây mình này là tô bát. Này là Aberrat nè. Nè. Bài này chắc không. Đây để mình leo lên đây. Bài này là chưa nhìn ra luôn nha. Bài này là mừng 11 tháng 10, 20 ngày tuổi đúng. 20 21 ngày tuổi. Đó cũng tùy bài, các bạn thấy không? Có bài 20 ngày tuổi là hơi ẩn rồi. Có bài 20 ngày tuổi chưa thấy gì hết. Chứ không phải là bài nào cũng như bài nào. Cá mà. Đâu phải là bài nào cũng như bài nào mà con cá nào cũng như con cá nào đâu. Đây là Aberrat nha. Aberrat nè. Này ngày mấy vậy ta? Ngày 6 tháng 10 nha. Mở câm luôn. Nè số 6 nè. Số 10. Ngày 6 tháng 10 các bạn thấy. Hai mấy ngày tuổi nè. Rõ luôn á, ra rõ chát luôn thấy không? Đó. Không phải bài nào cũng như bài nào. Cho nên là các bạn hỏi mình cá bao lâu mới biết trong mái được thì tùy. Thật sự ra nếu mà nhìn quen mắt rồi thì tầm khoảng 1 tháng tuổi, có nhiều bài là 1 tháng 10 ngày tuổi. Đó, rõ nhất là 1 tháng rưỡi trở đi, 1 tháng rưỡi tới 2 tháng tuổi là các bạn nhìn vô là coi như là đập vô mắt liền rồi. Đó, nè. Mới có 1 tháng tuổi mà đã ửng về rồi thì 1 tháng rưỡi tuổi thêm 2 tuần nữa là khác biệt xa hoàn toàn nha. Cá một tuần, cá bảy màu các bạn nuôi một tuần, nó có thể nói cái giai đoạn này nè, mỗi ngày mỗi khác chứ không phải là một tuần mới nhìn thấy khác đâu, mỗi ngày mỗi khác. Thôi bye bye, tạm biệt mọi người, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình, hẹn gặp lại các bạn trong video tối ngày mai nha.